Đối với công ty trách nhiệm hạn thiết bị khoa học Khang Kiên, hôm nay mình giới thiệu là sản phẩm là kính hiển vi điện tử ha, kết hợp với phần mềm chuyên dụng dùng để đo trên vải các ngành may mặc cũng như thời trang ha. Đây là một cấu trúc nè, đây là cấu trúc sợi vải mình đang soi trên kính hiển vi nè. Đây cũng cấu trúc của từng sợi vải bên trong ha. Đây mình soi, mình sẽ râm sát vào bên trong này, sẽ soi được các cấu trúc bên trong này, soi cấu trúc cũng như là đo được các kích thước của sợi vải. Có các kích thước bên trong của sợi vải ha. Đây. Đây mình sẽ đo lại các kích thước bên trong. Được hỗ trợ bởi phần mềm ha. Phần mềm cho phép đo quay video các vật thể hoặc thao tác người sử dụng ha. Đây là thì mình đo kích thước sợi nè. Đây. Nó sẽ có được các kích thước sợi ở đây. Đường kính sợi nè. Mình có thể thay đổi các đơn vị ở đây ha. Đơn vị chiều dài cũng như là đường kính. Rồi, thực hiện các thao tác đo. Cái chiều dài các khoảng đo được ở đây ha, đây là chiều dài, chiều ngang của từng sợi vải. Đây, cùng với đó là các cơ cấu mình sẽ soi được cái cấu trúc bên trong. Độ phóng đại này sẽ có các độ phóng đại, có các tỷ lệ chia ở đây ha. Tương với các độ phóng đại. Rồi. Có thể đo được các chiều dài cũng như là phân tích các lỗi ở trên vải thời trang. Đây. Các cấu trúc sợi bên trong của nó. Nếu các bạn có nhu cầu mua thiết bị liên hệ trong web khangkien.com.vn này, này hotline 0936 60757 tư vấn tốt nhất. Xin chào, hẹn gặp lại. Đây là có thêm các chức năng là chúng ta sẽ đo đường cong này ha, đây là các đường cong theo các góc. Đây chúng ta dựng một đường cong, đây là một cung của đường tròn ha, đo độ dài cung, đây là độ dài cung ha, cũng như là khoảng cách giữa hai sợi này, hai sợi trong cơ cấu đo, trong khoảng cách giữa các sợi vải ha. Cách hai sợi. Đó nếu các cơ cấu họa tiết ở trên trên điểm là sẽ có các cơ cấu đường tròn ha. Đây. Rồi, mình sẽ đổi sang đo khăn ha. Đo một cái cơ cấu sợi đan trên khăn. Đây là cái khăn của mình ha, mình sẽ đo từng cái ô bên trong, đo kích thước từng ô vải ha. Đây là hình ảnh trên camera này, mình sẽ chỉnh lại ha, chỉnh lại cho phù hợp nè. Đây là hộp phóng đại. Mình sẽ đo được các kích thước ô, đường kính cũng như là chiều dài chiều dọc của các ô này ha. Đây. Không phải sao. Đây là chuyện của các ô vuông ha. Nếu mà chúng ta sẽ có các họa tiết tròn thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây hình tạo hình tròn, thì sẽ bắt hai điểm của đường kính, chúng ta sẽ tạo một đường tròn ở đây ha. Đây. Tạo các đường tròn, các đường ellipse để kiểm tra lại kích thước các ô vải cũng như là các họa tiết trên vải ha, để xem coi góc của nó bao nhiêu cũng như là các đường kính của các họa tiết trên vải. Ngoài ra là các đo các đường kính sợi ha. Ở đây chúng ta sẽ đo các đường kính sợi. Rồi, lựa chọn là các đơn vị để đo nè. Lựa chọn các đơn vị đo.